Ba thử thách dành cho hai đội trong buổi chiều ngày hôm nay như sau. Các con sẽ phải đoàn kết cùng nhau xây thành một khối lớn chính bằng cơ thể của mình ở trên bãi biển. Con có biết là những chú kiến ấy, để mà leo lên tường và đi ra khỏi cái khu vực nguy hiểm thì các chú ấy phải làm như thế nào? Dạ, chồng lên nhau. Đúng chồng rồi. Chồng lên nhau. Và ngày hôm nay thì đó cũng là nhiệm vụ dành cho các cầu thủ nhí của chúng ta. Người cuối cùng sẽ leo lên trên, sẽ được bịt mắt để đứng một cách vững nhất. Đội nào đứng được ở vị trí cao hơn, giữ được cờ lâu hơn thì đội đó là đội chiến thắng. Đội Cô Hòa Minzy gồm có Duy Khiêm, Bảo Linh, Quang Trường, Minh Hành, Thế Lường. Đội chú Hiếu Hiền có sự tham gia của Gia Khôi, Đức Tuấn, Gia Khang, Bảo Tuấn và Trung Quân. Để xem đội nào sẽ giành chiến thắng trong thử thách rèn luyện tính đoàn kết. Cũng như đấu pháp với nhau. Đội của Hiếu Hiền, cả chúng ta chơi nhiệt tình, giành chiến thắng. Một phút hội ý. Giải thưởng của phần thi này sẽ là vô cùng đặc biệt cho các cầu thủ nhí của chúng ta. Đúng rồi, ai nhẹ cân nhất? Lương hả? Lương bảo là con này nặng nhất. Đây, bạn Thông Ngọc rất lớn. Các đội chú ý, quay trở về vị trí và hãy chỉ ra cho tôi người nào là người bịt mắt để leo lên trên cùng. Ai? Cho bạn Tuấn nhỏ đi. Rồi, bên này. Bạn nào? Con. À, chứ không phải bạn Lương à? Ok. À, đấu pháp lại không phải là bạn Lương, người nhẹ nhất mà là bạn Trường. Quay đây con. Rồi. 3 2 1 bắt đầu. Cắt. Bỏ chân qua đây luôn. Lưng của ổng á, giữ tôi nha. Rồi, hai. Leo lên ngồi lên luôn. Được chưa? Hai cái tháp với hai độ cao khác nhau, một bên đang đứng rất vững, còn một bên đã sắp ngã rồi. Cố lên nào các cầu thủ nhí ơi. Rồi, hai bạn ngồi lên. Một phút 20 giây, trời ơi. Đo chiều cao. Chiều cao của Thầy Sơn xem nào. Chúng ta cùng nâng lên nào. 1, 2, 3, lên. Ôi, chiều cao phải nói là rất cao. Chiều cao rất cao. Ôi, trời ơi, đội này lại thua tiếp. Ê, rồi, bạn Trường, Nhân Trường ra nắn tay cho bạn này. Và như vậy, theo đồng hồ của ban tổ chức, đội của cô Hòa Minzy vừa trụ được lâu, vừa trụ được cao và thời gian rất là tốt, đó là 1 phút 35 giây. Đã dẫn trước 1-0. Và bây giờ sẽ là khoảng thời gian để dành cho hai đội. Bắt đầu. 3 đứa mình chịu. 2 người. Rồi, lên 1, 2, 3, lên. Ok. Chưa. Rồi hai người kia lên, Cô thấy các con như thế là siêu lắm rồi, rất là khỏe rồi. Uống. Chưa, bấm xuống cho bạn này lại lên đã. 2, 3, lên. Giữ được. Bấm giờ. Nhắn chân lên. Quay ra. Rồi bấm giờ đi. Bao nhiêu phút rồi? Và đội của Hiếu Hiền cân nặng rất là nhiều, đâm ra là cái trụ đang có khả năng là bị sụp. Đội bên này nha, nhân lực chính để mà giữ vận trường chính là cô Hòa Minzy. Gió đã thổi cho trụ của bên này đang sập hầm rồi. Đội của cô Hòa Minzy tiếp tục giành thắng lợi một cách thuyết phục. 1 phút 50 giây. Ngược lại đội của Hiếu Hiền nặng ký, nhưng Hiếu Hiền đứng ở phía bên ngoài không giúp đỡ gì cho các cháu cả. Và phần thưởng dành cho đội chiến thắng đó chính là, xin mời đội chiến thắng. Rồi Khiêm này. Cô Hòa bốc nha. Trời ơi, sướng thế. Một phiếu mua sắm cho cả đội trị giá 50.000 won. Bình thường. Nào mình dê cái nào, mình dê cái nào. 1, 2, 3, yeah. Bên kia là được gì? 50.000 won. 50.000 won, các con vẫn được 50.000 won từ chú Hiếu Hiền. Chương trình này hay.
Và không biết là cô Linh hay Hồng Sơn có được đi cùng không ta? Không, không được đâu. Bỏ đi, mình đi thôi. Vâng. Thôi, bye bye.